Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio và đây là iPhone 13 Pro Max. Nói chung thì sau cái video hôm vừa rồi mình trên tay nhanh chia sẻ nhanh những cái mà các bạn nên biết thêm ấy, thì mình cũng phải luân chuyển cái máy này cho một vài những bạn khác cũng trên tay và quay, thì mình cũng mới nhận cái máy này lại được khoảng hơn một ngày. Đó, và sau khoảng hơn một ngày mình dùng cách kia một chút xíu ạ. Mình đăng nhập Facebook các thứ và mình lướt các thứ, rồi mình nhắn tin, rồi mình xem phim, mình giải trí, mình chụp hình, mình quay phim các thứ, mình chơi game ấy. Thì mình muốn chia sẻ đến cho các bạn những cái cảm nhận của mình một cách kỹ hơn về những thứ thay đổi và những thứ khiến cho mình sẽ mua cái điện thoại này. Nói chung là mình chắc chắn là mình sẽ lên con iPhone 13 Pro Max này. Và đây là những thứ khiến mình lên. Nói thế cho nó dễ hiểu nhá. Và mức giá bao nhiêu, chênh khoảng bao nhiêu. Nói chung là áp dụng thu vũ đổi mới tại 7net thì sẽ được hỗ trợ trừ tiền này, xong hỗ trợ thêm chi phí này. Nói chung là loanh quanh để đổi lên mình sẽ tốn thêm khoảng hơn 10 triệu nữa cho cái phiên bản 256GB. Thế thì hơn 10 triệu đấy đổi lại cho bản thân mình có những cái gì tốt hơn. Đấy, cứ đổi nhá. Cái đầu tiên chắc chắn sẽ đến từ cái màn hình 120Hz. Cái màn hình 120Hz này nó không mới, nó không hề mới so sánh với bất cứ một cái mẫu Android nào hiện tại đang có mặt trên thị trường. Tại vì bây giờ mình đang dùng Z Fold 3 120Hz, mình đang dùng Vivo X70 Pro 120Hz, mình đang dùng Oppo Find X3 Pro 120Hz. Nói chung thì mình đã quá quen với các màn hình với độ mượt cực kỳ cao của những cái máy kia rồi. Thế nên là khi mà mình đang dùng song song với một con iPhone 12 Pro Max, mình vuốt trên cái màn hình con iPhone, mình cảm thấy nó khá là tệ. Mình không muốn nói là cảm giác nó cứ bị chậm chậm, nó cứ bị cùi cùi và cảm giác nó không sướng. Nhưng mà khi sang đến cái màn hình của con này thì thực sự là nó thay đổi quá nhiều luôn. Nó mượt, nó nhanh. Thế nên các bạn cứ hiểu là bây giờ vừa có một cái màn hình cực kỳ mượt, nó lại kết hợp với cái độ mượt mặc định sẵn có của iOS. Thế nên là tất cả những cái chuyển động này, tất cả những cái thao tác các bạn vuốt, các bạn bấm trên cái màn hình rồi cái hiệu ứng nó bung ra bung vào của những cái ứng dụng ấy, nó mượt kinh khủng luôn các bạn. Nên là cái trải nghiệm đấy nó sẽ giúp các bạn cảm thấy sướng mắt hơn và nó đã hơn rất là nhiều. Đấy là cái thứ mà các bạn sẽ có thể nhìn thấy một cách cực kỳ là rõ ràng. Thế nhưng ở cái thời điểm mà mình đang làm video này này thì không phải là ứng dụng nào cũng được sở hữu cái 120Hz. Để nói cho dễ hiểu thì khi các bạn vuốt ở ngoài màn hình chính này sẽ là 120Hz. Tuy nhiên nếu như các bạn vào một vài những cái ứng dụng, thậm chí ở đây ví dụ các bạn vào lướt web đi, chúng ta cũng sẽ bị lock lại ở 60Hz mà thôi. Đấy các bạn thấy không? Không lên được 120Hz. Chỉnh lại này. 60 mà thôi, đó. Và phần lớn những cái ứng dụng hiện tại bây giờ á, là chưa được tương thích với cái màn hình ProMotion mới này trên iPhone 13 Pro Max. Nên là đôi khi các bạn sẽ vẫn thấy vào một vài những ứng dụng, ví dụ các bạn lướt Facebook như này này, cái cảm giác cuộn thì vẫn mượt nhưng mà cái hiệu ứng á, cảm giác nó vẫn không được sự thực sự là chuyển động nó quá ngon. Nói chung thì gặp phải một vài những cái ứng dụng nhỏ nhỏ thôi, như là lướt web này, hay một vài những ứng dụng đến từ bên thứ ba kiểu như YouTube này, hay là kiểu như TikTok các thứ, thì các bạn sẽ cảm thấy chưa thực sự được sướng mắt. Nhưng mà yên tâm, trong thời gian sắp tới khi mà app được cập nhật một cách cụ thể hơn, game cùng các thứ được update lên thì mọi thứ sẽ đều trở nên ngon hơn, mượt hơn và đã mắt hơn rất là nhiều. Nên nói chung là các bạn yên tâm, 120Hz vẫn là một thứ cực kỳ đáng giá để các bạn đổi lên con iPhone 13 Pro Max này. Yếu tố thứ hai nó đến từ cái thời lượng pin. Pin của con này có dung lượng là 4.350 mấy mAh, tự nhiên mình quên mất cái con số lẻ rồi. Và thực sự là pin con này cho dù nó nâng cấp lên chênh so với con iPhone 12 Pro Max, nó vào khoảng tầm lúc trước là từ 3.600 cho lên tới 4.300, tức là sơ sơ phải tăng đâu đó tổng khoảng 700 mAh, một số lượng tăng cực kỳ lớn. Mà kích thước màn hình thì vẫn giữ nguyên, nó chỉ nâng lên cái 120Hz thôi. Mà cái màn hình 120Hz này có thể thay đổi được cái tần số quét màn hình phụ thuộc vào từng cái nhu cầu của bạn, thế nên nó cũng không hề tốn pin quá nhiều. Vậy nên tổng thể chúng ta có một thời lượng pin là cực kỳ trâu trên con điện thoại này luôn. Đó, và các bạn đợi đi, mình sẽ có một cái live stream test pin thực tế chất lượng nào các bạn. Nói chung là yên tâm cực kỳ về thời lượng pin của con này luôn. Có thể là mình rảnh mình sẽ làm vào chủ nhật, hoặc là không chắc thứ hai tuần tới. Anh em muốn lên ngày nào thì comment nhé. Ok, live stream chơi game test pin thực tế và đánh giá luôn là cái trải nghiệm chơi game nó có ngon này không. Ok. Đấy. Nói chung thì riêng cái khoản pin thì nó là một cái trải nghiệm thực sự là quá tốt trên con này. Và cho dù là nó được nâng cái dung lượng pin lên như thế, nhưng mà cái tốc độ sạc ở 50% pin đầu tiên nó vẫn được giữ lại hoàn toàn như thế trước đây. Tức là các bạn sạc 30 phút vẫn được 50% pin, và sạc nó vẫn có thể kích được lên khoảng 80% pin đầu tiên ấy, một cách khá là nhanh. Nên nói chung cái trải nghiệm về cái thời gian sạc thì nói chung là mình cũng quen kiểu giống như thiết bị trước đây rồi, cũng không có điều gì phản nàn. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải rõ ràng với nhau, nên là nếu so sánh với những thiết bị Android đỉnh bây giờ thì nó thua khá nhiều về tốc độ sạc.
Có chăng thì tương đương, chắc chỉ tương đương với cái điện thoại của Samsung thôi. Bởi vì Samsung cũng chỉ trang bị có 25W. Con này thì theo một vài bài test thì tối đa có thể lên tầm khoảng 27W. Nhưng mà nói chung thì cái vấn đề đấy mình không cần phải bàn đến quá nhiều. Pin vẫn trâu, đấy là cái thứ mà rất nhiều người quan tâm đến cái điện thoại này. Và rõ ràng là nó làm rất tốt được ở cái vấn đề đó. Thế nên là kiểu những ai mà có nhu cầu thực sự rất là lớn ấy, thì đây, một cái điện thoại pin cực kỳ trâu sẽ đảm bảo phục vụ đến cho các bạn một cách rất là tốt. Nhiều người nếu như ở những khu vực mà có sóng 5G để các bạn sử dụng ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy thời lượng pin nó sẽ bị tụt nhanh hơn. Tại vì iPhone mà dùng 5G pin tụt nhanh á, thực sự. Nhưng mà nếu các bạn kiểu sử dụng Wi-Fi, sử dụng 4G bình thường á, mà đừng cho khiến cho cái máy nó bị nóng lên quá nhiều á, thì đảm bảo luôn là cái thời lượng pin của con này sẽ cực kỳ tốt và các bạn sẽ có một trải nghiệm sử dụng cực kỳ ngon luôn về cái trải nghiệm pin hàng ngày các bạn dùng. Ok, rồi, và đến cái cập nhật cuối cùng, nó là cái camera các bạn ạ. Camera của con này, thực tế mà nói thì nó được nâng về cái cảm biến. Tức là nó được nâng cấp rất nhiều về mặt cảm biến và nâng ở cả ba cái cảm biến luôn. Camera tele là 3X, chất lượng quang học tốt hơn. Camera góc siêu rộng được nâng cái chất lượng cảm biến lên rất là nhiều. Góc rộng mà góc ảnh vẫn rất là tốt. Chi tiết mang lại cực kỳ ngon mà nó lại còn có thể chụp được cả macro. Nên nói chung là cái trải nghiệm thì không có điều gì để phải phàn nàn. Nhưng mà cái ấn tượng nhất mà là cái quan trọng nhất đối với bản thân mình ạ, nó lại chính đến từ cái camera chính nhất. Kích thước cảm biến lớn hơn, tuy vẫn là 12 chấm, thế nên là cái kích thước điểm ảnh nó lớn hơn rất là nhiều. Nó lên tới 1,9 micromet. Trước đây 1,7 micromet của iPhone 12 Pro Max đã rất là lớn. Thế nên cái lợi thế là mình quay video trong những môi trường chiếu sáng nó cũng đã rất là ngon rồi. Thì con này nó còn ngon hơn nữa, chống rung nó còn được nâng cấp hơn nhiều nữa. Và hiện tại thực sự là quay video trên con iPhone 13 Pro Max này là một cái trải nghiệm mà mình thấy là nó thực sự rất là tuyệt vời. Thế nên á, nếu như các bạn để cái kênh đồ chơi công nghệ của mình gần đây á, chất lượng video có một vài video được nâng cấp lên rất là nhiều, và kể cả các bạn follow cái TikTok của mình các bạn cũng sẽ thấy chất lượng nó phải gọi là cực kỳ ok luôn. Đấy, dùng sướng, quay phim rất là ngon, chụp hình cũng mang lại chi tiết cực kỳ tốt. Nói chung với cái nhu cầu mà các bạn chụp hình ấy, thì phần cứng của camera nó không ảnh hưởng quá nhiều mà nó là thuật toán. Nhưng nếu các bạn quay phim ấy, thì phần cứng càng tốt, chúng ta sẽ có những cái chất lượng khi mà quay video nó càng tốt. Và mình là một người làm video, thế nên rõ ràng đấy cũng chính là một trong những thứ nâng cấp cực kỳ đáng giá để giúp cái công việc của mình nó tốt hơn, và chất lượng của những cái video khi mình up lên những cái kênh nó cũng sẽ ngon hơn. Và đấy rõ ràng là thứ mà mình cảm nhận thấy là iPhone đã làm quá tốt luôn. Đương nhiên là những cái tính năng kiểu ProRes hay là cái Cinematic Mode thì mình không dùng, mình không có quan tâm những thứ đó. Nhưng chúng ta vẫn phải đồng ý với nhau là phần cứng camera trên con iPhone 13 Pro Max này đã được nâng cấp, và dùng nó ngon hơn, nó phục vụ đến cho cái công việc của bạn một cách mượt mà hơn, trơn tru hơn và ok hơn rất rất nhiều. Đó. Tóm lại, ba cái nâng cấp đáng giá nhất của iPhone 13 Pro Max nó khiến cho bản thân mình mua, nó đến từ màn hình 120Hz, nó đến từ camera phần cứng ngon hơn, và nó đến từ cái thời lượng pin được nâng cấp, và nó khiến mình hài lòng ở những thứ đó. Thế nên là mình quyết định sẽ mua để phục vụ những cái công việc khác của bản thân mình. Đương nhiên là điểm yếu của nó thì còn vô cùng nhiều luôn, nhiều kinh khủng, nhưng mà mình sẽ nói kỹ hơn khi nào máy này được bán chính hãng ở thị trường Việt Nam, mình sẽ mua và sử dụng một cách chính thức. Còn bây giờ vẫn chỉ là máy đi mượn thôi, cần phải test nhiều thứ khác và cũng cần phải đưa cho nhiều bạn khác cùng sử dụng để mà làm video ấy. Thế nên là sẽ rất khó để mình có những cái bài đánh giá một cách chi tiết nhất được. Nên là hẹn gặp lại anh em trong những bài sắp tới nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ ngừng lại tại đây. Đừng quên check giá đặt trước tại 7Net được mức giá tốt nhất cho iPhone 13 Pro Max cũng như là iPhone 13 series cũng như rất nhiều sản phẩm Apple chính hãng khác tại đây. Đại lý uy quyền của Apple mà, anh em yên tâm nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.